Trong đây chàng chủ có lời có nói, có đến có đi, có đứng có nằm. Vì sao? Vì đại đức thiện hiện tin hiểu tự tánh các pháp đều không, bất khả đắc vậy. Xá Lợi Tử lại hỏi: các pháp lấy gì làm tánh? Diệu Cát Tường đáp: các pháp đều lấy vô tánh làm tánh, vô tánh như thế cũng bất khả đắc. Ngay lúc ấy thiện hiện xuất định, Diệu Cát Tường thúc: giờ ăn sắp đến, nên mau vào thành kinh hành khất thực. Thiện hiện nói: đại sĩ nên biết, tôi nay chẳng vào thành khất thực nữa. Vì sao? Vì tôi đã xa lìa tất cả tường thành ấp xóm làng, cũng đã xa lìa tường các sắc thanh hương vị xúc pháp. Diệu Cát Tường hỏi: đại đức thiện hiện, nếu đã xa lìa tất cả tường thì vì sao nay còn có đến đi qua lại? Thiện hiện gạn lại: Như Lai biến hóa, sao nay lại có các pháp sắc thọ tưởng hành thức? Vì sao nay có đến đi qua lại, có duỗi ngó xem? Diệu Cát Tường đáp: hay thay, hay thay. Đại đức thiện hiện, đại đức là chân tử của Phật, cho nên Như Lai thường nói thiện hiện là người được trụ vô chánh tối thượng đệ nhất. Lại nói: đại đức, thôi gác qua việc này, tôi muốn vào thành tuần hành khất thực. Sau khi dùng cơm xong đến chỗ Như Lai, tôi sẽ phụng thỉnh đãi các đại đức một bữa ăn đặc biệt hiếm có, khiến được thiện lợi. Xá Lợi Tử hỏi: nay vì chúng tôi, đại sĩ đãi những thức ăn gì? Diệu Cát Tường đáp: đại đức, tôi đãi thức ăn chẳng thể cắt khúc chia cục, chẳng thể nếm ngậm nhai nuốt, chẳng phải hương vị xúc, chẳng nhiếp thuộc ba cõi, cũng chẳng phải không ràng buộc. Đại đức nên biết, thức ăn mầu nhiệm như thế là thức ăn của Như Lai, chứ chẳng phải thức ăn khác. Xá Lợi Tử nói: này chúng tôi nghe đại sĩ nói tên thức ăn hiếm có này đều đã no đủ, uống nữa là được ăn thật. Diệu Cát Tường nói: thức ăn của tôi nhục nhãn, thiên nhãn, tuệ nhãn đều không thể thấy. Bấy giờ thiện hiện và Xá Lợi Tử nghe lời thành thật như thế, liền nhập vào diệt định. Bồ Tát Thiện Tư hỏi Diệu Cát Tường: hai thượng nhân đây nay ăn những thức ăn gì và những định gì? Diệu Cát Tường đáp: hai tôn giả này ăn thức ăn vô lậu, vào định vô sở y, vô tạp nhiễm. Những ai ăn thức ăn này, trụ định này thì hoàn toàn không còn thức ăn của ba cõi nữa. Thiện hiện và Xá Lợi Tử lại xuất định, cùng Diệu Cát Tường và các chúng Bồ Tát Thanh Văn vui mừng thăm hỏi lẫn nhau, rồi đồng đi vào thành tùy ý tuần hành khất thực. Cổ thọ thiện hiện đi đến một nhà trống vắng, đứng lặng lẽ. Có người nữ cận sự thấy hỏi: đại đức đứng đây muốn điều gì? Thiện hiện đáp: cô phải biết vì khất thực nên tôi đến đứng đây. Nữ cận sự hỏi: thánh giả thiện hiện, nay đối với tưởng ăn ngài chưa biết khắp sao? Thiện hiện đáp: từ xưa đến nay có bao nhiêu tưởng ăn tôi đều đã biết khắp. Vì sao? Vì tất cả tưởng ăn trước giữa sau đều tự nhiên không. Nữ cận sự nói: dạ phải, thánh giả nên đưa tay ra, con sẽ dâng cơm. Cụ thọ thiện hiện bèn đưa tay ra. Nữ cận sự hỏi: thánh giả thiện hiện, tay A-la-hán thế này ư? Thiện hiện đáp: tay A-la-hán chẳng phải thấy được, cũng chẳng thể đưa ra. Ví như huyễn sĩ hỏi huyễn sĩ kia rằng: cái gì gọi là tay huyễn sĩ? Tôi này muốn thấy, xin đưa ra cho. Cô phải biết tay của huyễn sĩ kia có thể thấy và có thể đưa ra được sao? Nữ cận sự nói: thưa đại đức, chẳng thể thấy được. Thiện hiện nói: đúng vậy, này cô, Đức Phật nói tất cả đều như huyễn, đều không, nên chẳng thể nói tay A-la-hán là thật, có thể thấy và có thể đưa ra được. Khi nghe nói như thế, người nữ kia liền chẳng thấy tay thiện hiện, bàn tay biến mất thật lâu, làm cho người nữ kia cúng vật thực không được, muốn đẻ vào bát, bát cũng không hiện. Nữ cận sự kia xem quanh thân thiện hiện tìm khắp chẳng thấy tay đâu, trong chớp mắt thân biến mất luôn. Nữ cận sự cung kính khen thiện hiện: hay thay, quả là bậc thánh mới làm được như thế, thân chẳng trụ, tướng cũng chẳng hiện, thật là hiếm có. Vậy nên Như Lai thường nói, thiện hiện được trụ vô chánh tối thượng đệ nhất. Ngày khi ấy nữ cận sự liền dứt hẳn ngã kiến, được quả dự lưu. Cụ thọ thiện hiện bèn hiện thân ra khen rằng: hay thay, cô đã thành nghiệp trượng phu như thế. Bây giờ người nữ vui mừng hớn hở đem thức ăn dâng cho thiện hiện. Thiện hiện nhận rồi trở về dùng bữa. Diệu Cát Tường cùng các chúng Bồ Tát Thanh Văn vân vân dùng cơm xong, đồng đến chỗ Phật đảnh lễ chân ngài, đi nhiễu bên phải ba vòng, đùi ngồi một bên, đem việc vừa rồi trình bày đầy đủ lên Thế Tôn. Như Lai nghe những vị ấy thuật lại bèn khen rằng: hay thay, các ông mới thành tựu việc thu thập